mất ngủ, cáu gắt, rụng tóc, đau nhức xương khớp khiến bạn lo lắng, trăn trở khi chưa tìm ra được giải pháp. Hãy đón xem Tìm Lại Thanh Xuân phát sóng vào lúc 22:30 thứ Bảy ngày 19 tháng 12 trên truyền hình Vĩnh Long 1 để lắng nghe tư vấn từ chuyên gia. Bảo Xuân hân hạnh tài trợ chương trình này.